Chiếc tản nhiệt khí cao cấp đến từ thương hiệu Deepcool với mã hiệu Assassin 3, một trong những món hời với mức giá vỏn vẹn chưa đầy 2 triệu đồng, với 7 ống dẫn nhiệt kèm theo hai quạt 140mm công suất lớn, giúp bạn hoàn toàn tự tin khi sử dụng chiếc tản nhiệt này với mọi CPU ngay thời điểm hiện tại. Với phần đế tiếp xúc CPU được đánh nhẵn giúp tiếp xúc tốt hơn, hiệu quả tản nhiệt cũng cao hơn. Với thế hệ thứ 3 này cho lại khả năng làm mát hơn tới tận là 4 độ C so với ở đời trước cùng với mức load tương tự. Nếu bạn có quan tâm đừng ngần ngại đến ngay GVN để mà trải nghiệm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.